chào anh. Anh Racing Boy. Anh lâu quá, lâu quá, lâu quá. Anh đổi xe hả? Anh đổi xe, tính đi mua xe mới. Ủa sao nhìn anh quen quen vậy? Quen cũ. Nhìn cái anh này giống cái anh Thái Dúi trên kênh Minh Biker nè mọi người, đúng không? Đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh Thái Racing Boy hả? Giờ đi xe Vin, giờ đi xe Vin, xe Vin. Engine hả? Engine là tiếng kỳ kỳ vậy. Ờ, lát nữa cho coi xe này sau. Engine hay là ẹt lỏ? Ẹt lỏ, lỏ. Lỏ coi. Coi xe này sau. Bây giờ vô đây. À, có con xe này hay mà, vô đây rồi. Xe gì nữa? Lâu ngày không gặp giới thiệu rồi mày. Đẹp không? Ồ đẹp á, đẹp á, đẹp á. 150. Hồi đó mơ ước gì lắm à. 150 cộng 850. Trời, ngon vậy. Rồi rồi. Mới quá ta. Con này hồi đó mình review rồi, nhớ không? Ừ, nhớ nhớ, anh nhớ mà. Mượn của ai review á? Đó mượn như của anh mấy anh ở quận 7 á. Mấy trời, cái đó giờ anh trông thấy. Ý, quen nha. Em biết xe này xe của ai không? À, anh nhớ là xe này hồi đó giống anh mua mày. Ai nhớ đâu? Không nhớ. Xe anh mua thấy gớm mà, xe này tao đồ chơi quá trời. Xe này lâu ngày quá rồi mới gặp lại luôn thiệt. Ừ, nóng quá. Xe đẹp không? À, xe đẹp á. Nó chơi xe này hồi xưa của Thái Dúi kênh mình bài cờ. Thì ông cha, không phải xe con hồi đó bà. Nó biết cái điểm nhận dạng xe không? Đâu, xe điểm đâu? Biển số đâu? 0083. Trời, cái biển số nó gặp nó có thấy đâu. Thấy không? À đúng rồi. Chuẩn ô đô rồi. Đó. Nè, ngon rồi. Xe này nè, có cái phụ ô liền. Ôi, chủ mới lên ghê rồi ta. Đúng rồi, cái phụ ô liền mười mấy triệu rồi, thấy không? À, chủ mới lên nhanh đó. Cái này kem bô bao nhiêu tiền em quên rồi đó. Bô này hồi đó anh đi bô khác mà đâu nhớ bô này đâu, như anh đi bô Vin nè, không có tiền đi bô độ. Không có tiền. Hồi đó có cái bô độ. Không có tiền đi bô độ. Cái này giờ như tiền đâu quên rồi, em không nhớ, bữa giờ quay mà em quên luôn. Cái này hả? Cái Vít này chắc giờ còn mười mấy triệu à, đúng không? Cả cỡ đó. Nhớ nữa tại cái bô này, bô xe nhỏ này lâu quá rồi. Có xe này là em bán luôn á, đồ chơi xe là em bán hết. Bây giờ khách qua mua hả? Giao khách luôn hả? Xe đẹp quá mà. Cha, từ ngày về nó gọt biển số rồi. Nhìn gió không nhận ra. Kính chắn gió. Nhiều đồ quá. Giờ đồ lên đồ đồ, đồ đồ chủ chủ lên mới đẹp đồ quá. Zin còn đủ, hai chìa khóa đầy đủ nè. Cha, còn chìa này luôn hả? Đúng rồi. Hồi đó còn luôn. Nhớ bán hai chìa á. Còn mã luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng mã rồi đó. Đúng mã luôn. Đúng mã luôn rồi đó. Đúng mã chìa luôn á. A768. Đúng rồi. Số dễ nhớ lắm, 68 đuôi dễ nhớ lắm. Càng ngày nó càng đẹp. Nhiều đồ chơi, hình như con này là hình như 20-30 triệu tiền đồ gì đó. Xe này lọc lâu... Ủa lâu ngày nghe những tiếng nổ, nghe hai máy vẫn phê ta. Anh biết cái điểm mà con này mà mãi mãi mà nó đỉnh là ở đâu không? Đâu à? Tại vì 250 mà cái nó vẫn là ga điện. Ga điện ra bay quay, nhớ không? Đúng rồi, nhớ. Con này hồi xưa không, con này ngày xưa là anh mua là thời điểm đó anh mua, anh nhớ cái giá là 160 mấy á, không nhớ rõ nhưng mà gần 170 á là ra giấy luôn. Là xe Vin là 170 rồi. Đúng rồi, xong rồi thời điểm đó anh bán lại là như là năm 135. Lúc đó bán lại á, 135. Giá nó nhiêu không? Giờ giá nó anh không biết luôn. Giờ lâu quá không chơi rồi, giờ đi xe lỏ mà. Lên đồ luôn, đồ chơi luôn nha. Em bán 8 mấy triệu thôi. Ồ, rẻ dữ hả? Là đồ chơi, là phuộc, đồ bô, đồ. Ồ. Đồ luôn á. Ngon lành. Giá chỉ ngang con SH thôi, bây giờ rẻ quá mọi người. Ồ, sướng vậy ta. Kính chắn gió nè. Ủa, tháo rời hết luôn hả? Ừ. Kính Vin luôn hả? Xíu nữa em gắn cái này vô cho khách ta chạy. Ta chạy về. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao không gửi xe về đi, chạy xe với vậy chi mất công. Ta thích chạy về. À thích chạy về hả? Trải nghiệm trước phải không? Vin nè. Ok. Đồ Vin nè. Trời, có Racing Boy đây nữa. À ok, cầm dầu Vin thôi. Tay hắn Vin. Không mà lên cụm này đẹp hơn, cái Racing Boy thương hiệu hơn. Ok đó. À, đi chơi chỉ lọc đầu năm nè. Ghê vậy? Có luôn hả? Không biết nhiều nữa nha. Ờ, à, hên xui đi. Rồi, đầu năm mới anh cũng qua đây chúc tiệm em ăn nên làm ra ha. Rồi mau chóng phát tài, lấy vợ chưa? Chưa ba. Chuẩn bị lấy vợ đi là vừa rồi đó. Khui, để mẹ em trông ngóng. Khui coi thử lọc bao nhiêu. Tại em định là làm cái bất ngờ mà không có kịp. Không kịp hả? Rút đại á. Chà, lọc này lớn quá. Nhiều. Ê, lọc này thơm quá. Ê, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Thơm quá, trời ơi. Người anh em từ xưa giờ với mình á, nhiều anh em nghĩ là
là anh em mình không có chơi, thật sự vẫn chơi nhưng mà bây giờ lớn rồi, mỗi người mỗi công việc. Đúng rồi. Mấy đứa con gái đứa nào cũng lấy chồng hết rồi sao? Dạo này anh làm không không, tụi nó chưa lấy, anh vẫn còn liên lạc mà. Vẫn còn liên lạc với lại tụi Nguyên Thi đâu, ngày xưa làm clip chung mình vẫn còn. Nó chuyện, nói chung Trang Moon đã mất rồi. Bữa giờ đi Hà Nội rồi. Chắc vậy, đi ngoài Bắc rồi. Em không gặp nữa, lúc ở Sài Gòn còn gặp. Đúng rồi. Còn Thi Thỏ vẫn còn Thi vẫn còn đây bình thường. Hồi đợt nói em là sắp lấy chồng rồi. Nghe thôi rồi, chưa thấy, chưa biết. Nói chung là bây giờ mỗi người ở công việc lâu lâu gặp nhau thôi, với lại công việc của mình là cứ đi hoài à. Mình tới nay là chắc cũng cả năm rồi mới qua lại shop của mình. Tại ai cũng đi hết. Giờ anh Thái chuyển công tác rồi. Đâu làm cái bên gần đây luôn. Chơi. Vô chơi. Rồi mua cái cảm nhận đi. Cho chủ xe mới cái cảm nhận đi. Ngồi thử. Hơi cao à. Anh Thái 76 đó. Anh còn chắc lùn hơn em. Anh Thái lùn hơn mà anh Thái chạy phải rê. Phải rê hả? Đi bình thường. Chạy dư sức rồi. Em mang dài vô xíu nữa. Chạy. Có đem dài không? Trời, tao đem dài vô cho nó ngọt nè, lấy đâu dài về không? Anh Thái lên lại, leo lên lại, ngửi cảm xúc đâu, nhìn cảm xúc lắm á. Lâu quá cô không ngồi mô tô á. Chắc cỡ 2-3 năm rồi đó. Cầm máy bỏ rồi. À đúng rồi, Lộc quên. Cầm giùm để leo lên xe. Nè, ngồi thấy không? Bình thường thôi. Ngồi tự tin bình thường. Chớ. Nói chung là quan trọng là mình đó. Không phải kỹ năng dắt xe rồi điều khiển xe đó cũng bình thường thôi. Em ngồi rất là nhẹ nhàng nè, bình thường nè. Đó, ngồi bình thường thôi. Hồi đó R1, R6 còn ngồi được mà. Không chi mấy xe này. Mấy xe này ngồi bình thường thôi, dáng dấp bình thường đó, đổi chân mà bình thường. Cảm giác đúng rồi, cảm giác hơi nhỏ con nhưng mà vẫn như xưa. 170 triệu là về tự làm giấy tờ á. Lúc em mô là gần 170 à. Là mình phải về tự làm á nha. Chứ mình bỏ tiệm là dịch vụ là nó ăn 10 triệu nữa. Không, lúc anh về anh làm cũng hết mười mấy triệu. Nếu mà luôn đóng thuế, chắc cỡ vậy. Tại anh không nhớ rõ thì anh đi đóng thuế mới. Rồi, thôi bây giờ mình cũng chia tay em đó rồi. Rồi, chia tay luôn, giao chủ mới đi ha. Kỷ niệm kênh mình. Rồi, đúng rồi. Hồi đó cực, xe này cực kỳ hot nha. Cái thời lúc mà anh mua là cái thời điểm nó lúc nó mới ra luôn. Là nó mới hot trên kênh của mình với lại anh á. Là con này là hầu như là tâm điểm luôn. Nói chung là lúc đó nhiều người quan tâm con này lắm. Tại vì bán 130 triệu là. Đúng rồi. Đúng rồi, có đó. Đúng rồi. Đó mắc, giờ nó rẻ quá. Giờ thấy anh thấy nó rẻ quá, được. Bây giờ có đồ chơi. Nghe giá chỉ ngàn còn SH là anh thấy quá rẻ. Quá rẻ cho một con xe luôn. Trời ơi, gia chủ lên đồ cũng nhiều á. Lâu ngày gặp lại, em nó khác xưa quá, nhìn không ra. Đó, bây giờ giá hợp lý, chơi là nó ngọt. Chừng nào chán bán lại cho mình. Chơi chán bán lại cho mình. Để lại kênh tiếp. Mà em gặp lại, em không nghĩ đẹp như luôn. Đó giờ chắc cũng chủ sau này chắc cũng đi kỹ. Đây nè, nhà nó xét. Đúng rồi, xét bên đây đi kỹ. Rồi, cho em nói cảm nhận đi nha. Đó, truyền lại đam mê. Đó, truyền lại đam mê. Truyền lại đam mê nha. Hên luôn qua cặp lúc anh em mình hẹn. Rồi, ok. Rồi, thôi vậy chạy cho nó ngon lành, đúng không? Xe này thì bao, đúng rồi. Xe nào đó anh đi mà. Xe máy thì ok rồi. Thực sự giờ nhìn lại nó nhiều kỷ niệm á, đi tour đi một tour anh em mình nhiều kỷ niệm. 4.000 cây thôi. 4.000 chủ xe nói em. Mới tình nè. 4.000. Anh nhớ lúc mà cái clip đó là cỡ 3.500 4.000 gì á. Hình như 3.000 mấy 4.000 gì đó. Nói chung vừa chạy con cái tour xong rồi nó ủng quá nên hơi chán cho anh bán. Rồi ok rồi, chúc anh em năm mới vui vẻ nha. Đây cũng là cái clip đầu tiên nhưng mà chắc là mình edit nó hơi trễ chút xíu. Hôm sau này dắt thường xuyên quá. Đúng làm rồi, phiền nhiều á. Dắt vậy. Rồi. Quay mày lỏ. Mày lỏ lá dắt vô đi, lát dắt vô đi, nổ máy vô nghe. Rồi, ok, rác làm đi. Máy này 230cc. Bây giờ chắc mình giao cái xe này cho anh em cái xong đi rồi lát anh em. Ok. Ok anh em ạ.